Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Kon Tum khởi tố bắt giam nghi phạm giết linh mục Trần Ngọc Thanh. Tờ báo điện tử Công an Kon Tum đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989 về tội giết người trong cái chết của linh mục Trần Ngọc Thanh. Hiện cũng chưa rõ vì sao lệnh khởi tố được ban hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, nhưng bản tin về vụ án chỉ mới được đăng tải vào ngày 2 tháng 2. Vụ việc xảy ra vào 19 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2022 và nghi phạm được cho là bị người dân có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ và giao cho công an địa phương ngay tối hôm đó. Bản tin của báo Công an Kon Tum mô tả, đối tượng Nguyễn Văn Kiên khai nhận là thành viên của gia đình giáo dân Công giáo và thường đi lễ, đọc kinh tại nhà thờ thuộc xã Sao Lông, huyện Ngọc Hồi. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, hung thủ giết linh mục Trần Ngọc Thanh. Khoảng 19 giờ vào ngày 29 tháng 1 năm 2022, biết tại nhà thờ bà Y Mới thuộc thôn Răng Lố 2, xã Sao Lông, huyện Ngọc Hồi, một điểm sinh hoạt của nghi thức tôn giáo của giáo dân đang diễn ra nghi lễ, do ông Trần Ngọc Thanh là linh mục giáo xứ nhà thờ Đắc Mốt, xã Sa Lông, huyện Ngọc Hồi chủ trì, nên Kiên lấy một dao dài khoảng 40 cm của gia đình đi đến nhà bà Y Mới. Do thấy đông người nên Kiên đứng ngoài đợi. Khoảng 30 phút sau, khi mọi người ra về, trong phòng chỉ còn khoảng 20 người thì Kiên đi vào và dùng dao sát hại ông Thành. Sau đó Kiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi chỗ đàn piano ở gần bàn thờ Chúa nên chạy đến dùng dao để chém. Tuy nhiên, người này đã kịp dùng ghế gỗ tránh đỡ và chạy thoát. Người dân có mặt tại hiện trường đã khống chế, bắt giữ và lấy dao từ tay Kiên, đồng thời nhanh chóng đưa ông Trần Ngọc Thanh đi cấp cứu. Nhưng ông đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an huyện Ngọc Hồi khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Văn Kiên để điều tra làm rõ động cơ, mục đích giết người và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bản tin viết. Tờ báo điện tử của Công an Kon Tum đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định bắt ông này về tội giết người trong cái chết của linh mục Trần Ngọc Thanh. Vụ việc cũng được loan tải trên mạng xã hội là xảy ra trong lúc linh mục Thanh đang làm lễ giải tội ở giáo xứ Đắc Mốt ở Kon Tum. Thông tin đăng tải trên trang web của giáo hội Kon Tum, vụ việc xảy ra vào ngày 29 tháng 1 tại nhà thờ thuộc giáo xứ Đắc Mốt. Đây là hình ảnh hiện trường nơi xảy ra vụ sát hại. Linh mục Cui Giờ Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1981 tại Sài Gòn. Ông được thụ phong linh mục vào tháng 8 năm 2018. Trước khi qua đời, linh mục Trần Ngọc Thanh phục vụ tại giáo họ Sa Lông, giáo xứ Đắc Bốt thuộc giáo phận Kon Tum. Nguồn tin của giáo hội đăng trên các trang giáo phận khác nhau cho biết cha Cui Giờ Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh, là phó sứ của Đắc Mốt. Thánh lễ đưa Trần được tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 1 tại tu xá Đa Minh Kon Tum và an táng tại tu viện Đa Minh ở Đồng Nai. Trên trang Facebook, luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội bình luận như sau: cái chết đau đớn của linh mục là đầy nghi vấn và gây ra phẫn uất lớn trong lòng các sứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Kon Tum nói chung. Tôi có nói chuyện với một linh mục trong khu vực và với một người là bà con của cha Thanh và sự việc đã được xác định. Cha bị chém 2 nhát vào đầu, vỡ sọ và tử vong. Một người thầy khác đang lau bàn thờ quay lại, can cũng bị chém sượt đầu, giơ ghế lên đỡ cũng bị chém gãy ghế. Luật sư Lê Quốc Quân đã nói như vậy từ Hà Nội. Còn đức cha Aizo, giám mục bộ phận Kon Tum, chia sẻ rằng ông bàng hoàng biết tin, không ngờ lại có một chuyện xảy ra như thế. Giáo phận Kon Tum trích lời đức cha vào ngày 30 tháng 1 chia sẻ như vậy. Còn giáo phận Kon Tum không chia sẻ chi tiết nguyên nhân tử vong của cha Thanh. Tuy nhiên, trên một số diễn đàn người Công giáo, một số giáo dân đã chia sẻ hình ảnh vết thương nặng vào đầu của cha Thanh. Tính đến chiều ngày 31 tháng 1, vẫn chưa có báo chí nào của nhà nước Việt Nam đưa tin về vụ sát hại này. Đây là hình ảnh linh mục Cui Trần Ngọc Thanh.
Trang web chính thức của dòng Đa Minh và giáo phận Kon Tum chỉ đưa cáo phó và tin tức về lễ tang, còn trang tin của công an Kon Tum và báo Kon Tum của chính quyền địa phương lúc đó chưa thấy đưa tin về vụ việc cũng như việc bắt giữ nghi phạm. Theo tìm hiểu của đài BBC, tính tới 21 giờ ngày 31 tháng 1. Trong khi đó, một số trang tin công giáo tiếng Anh như Catholic News Agency và National Catholic đã đưa tin về vụ sát hại này. Trang tin của vietcatholic.net dẫn lại lời linh mục Nguyễn Minh Nhật ở Sài Gòn rằng linh mục Trần Ngọc Thanh bị chém bởi một kẻ thần kinh và không có động thái né tránh vì bất ngờ. Tuy nhiên, một số thành viên trên diễn đàn thắc mắc, công giáo cho rằng nghi phạm không phải là người bị tâm thần. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra bình luận như sau. Nguyễn Văn Kiên, kẻ này đã ra tay sát hại cha Cruz Trần Ngọc Thanh, trong khi cha đang ngồi tòa giảng tội ở giáo họ Sao Long thuộc giáo xứ Đắk Mốc, Lây Cần, Ngọc Hồi, Kon Tum. Theo một người thân cận của cha kể lại, hắn ta là một người bình thường, không bị điên, càng không ngáo đá. Nói ngáo đá đó là tin tức bịa đặt, sai sự thật. Từ lúc hắn ta chia tay vợ thì thường lui tới chơi với những công an viên của xã. Hắn cũng đã bị bắt để điều tra sau khi chém cha Thành. Nằm ở phía tây bắc của cao nguyên Trung Phần, đây là một vùng giáp biên có dân thừa thớt, đại đa số là người thượng nên hoạt động tôn giáo bị nhiều hạn chế bởi chính quyền. Hàng chục năm qua chịu nhiều sự bức hại từ chính quyền địa phương. Theo nhiều anh chị em hoạt động thiện nguyện cho biết, những vùng như thế này nếu lên để làm thiện nguyện mà không xin chính quyền tại đó thì sẽ bị kẻ lạ mặt tấn công vô cớ. Đây là hình ảnh đám tang linh mục Trần Ngọc Thanh. Ở Kon Tum, người ta kể ra ít nhất có 4 vị linh mục bị hành hung giữa Thanh Thiên, Bạch Nhật, mà điểm chung là những người đó đều bị chính quyền từng nhiều lần đe dọa trực tiếp hay gián tiếp. Cha Thanh, một linh mục dòng Đa Minh, được thụ phong linh mục vào năm 2018. Năm 2019 đã xung phong lên giáo xứ Đắk Mốt và lên phó xứ, và sau đó phụ trách nhiều giáo họ trong xứ. Trong đó có Đắk Xú là một nơi gắn bó với cha từ ngày lên nhận xứ. Tình yêu thương người nghèo, thương những em nhỏ vùng biên, nơi tới trường phải đi chân đất lội bộ cả chục km, nơi các em cơm ăn trộn với cơm trắng. Cha đã cố gắng tìm nhiều ân nhân, xin nhiều nơi bằng nhiều cách để mong sự quan tâm của họ tới nơi vùng xa mặt trời này. Giáo họ Sa Long chuẩn bị tách ra lên giáo xứ Cha Thanh vì quản nhiệm cách đây chỉ đúng một tháng. Mới đúng một tháng, cha còn chưa kịp nhớ tên của ban bệ trong giáo họ thì làm sao gây thủ oán cùng với ai. Cha Thanh cũng không hề biết tên Kiên này là ai, càng không gây ra thủ oán với anh ta. Vậy mà anh ta lại tung những nhát dao chát chúa vào vị mục sư tử vì đàn chiên này. Nhưng vì sao anh ta lại giết cha là một câu hỏi chắc chắn sẽ khó có câu trả lời. Hiện tại, tất cả truyền thông nhà nước đều im bặt một cách khó hiểu. Thường một vụ án giết người thì đám báo chí nhà nước chắc chắn không bỏ qua để chạy tin kiếm view, nhưng đây thì lại im. Mấy tháng trước, cha còn đang ở Đắk Xú, ân nhân ban tặng cho cha bàn đá và tượng thánh Cruz. Khi công trình hoàn thành xong thì một tuần sau, cha báo tin cho chị ân nhân ấy là tượng thánh Cruz ở Đắk Xú bị chính quyền tới cầu đi sau nhiều lần đe dọa phải tháo dỡ. Đây là hình ảnh các nhân chứng đang kể lại sự việc với các cha trong nhà nguyện nơi xảy ra vụ sát hại. Chỉ còn trơ bệ tượng, cha không chịu khuất phục nên bị chính quyền cầu đi. Cha Thanh phải xin tượng thánh Cruz nhỏ hơn, chưa kịp thì cha đã bị sát hại. Phải nói rằng ở Tây Nguyên các hoạt động tôn giáo bị bức hại rất khủng khiếp. Những năm qua, những người theo đạo Tin Lành phải chạy lánh nạn sang Thái Lan tị nạn vì họ bị chính quyền đàn áp thô bạo. Phật giáo như Bát Nhã ở Bảo Lộc, Lâm Đồng cũng bị chính quyền đàn áp, làm cho 400 tu sĩ phải chạy sang Thái Lan tị nạn chính trị và lập làng Mai. Ngay cả mấy tháng trước ở Kon Tum, có một linh mục bị đâm trọng thương và nhiều tu sĩ nam nữ bị chính quyền tấn công vô cớ như đâm xe hay ném đá. Ngay việc xây dựng một cái bếp của mấy tu sĩ công giáo cũng bị sách nhiễu đồ điều, bị chính quyền hoạnh hoẹ là chưa đủ tiêu chuẩn ABC, thì dự định xây một nhà thờ của cha Thanh chắc là tôi không dám nhắc. Chắc chắn rằng chính quyền đứng phía sau vụ sát hại cha Thanh hay không, nhưng tôi tin chắc chắn rằng cha Thanh và kẻ thủ ác tên Kiên này không hề có xích mích
hay thủ oán với nhau. Không thủ oán mà ra tay tàn nhẫn như thế, chắc chắn phải có động cơ nào, ai giật dây đằng sau. Ông Phạm Minh Vũ đã đặt ra câu hỏi như vậy. Kính mời các bạn xem bản tin Nó kho đạn ở Gia Lai đặt câu hỏi về năng lực quản lý vũ khí của quân đội Việt Nam. Vào sớm ngày mùng 2 tháng 2, tức là mùng 2 Tết, kho đạn K870 thuộc Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tại huyện La Rai, tỉnh Gia Lai bất ngờ phát nổ, cột khói cao hàng chục mét. Truyền thông Việt Nam đưa tin có khoảng 10 hộ dân sống gần khu vực nổ đã được chính quyền di dời, không có thương vong. Đây là hình ảnh vụ nổ nhìn từ xa qua hình chụp video clip. Trên kênh 14 viết rằng, thông tin ban đầu xác định vụ cháy diễn ra với quy mô không lớn và người dân không có thiệt hại gì sau vụ việc. Trang này cũng cho rằng, thông tin ban đầu đây là một vụ cháy xảy ra tại khu vực kho quân khí. Nhiều lực lượng đã tiếp cận hiện trường để xử lý đám cháy và di dời người dân vùng lân cận ra khỏi địa bàn. Theo đó, hiện trường đã được phong tỏa nghiêm ngặt, người ngoài không thể tiếp cận. Tờ báo Người Lao Động thì chỉ trích lời ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Sa, huyện Gia Rai, nói rằng có một số ít hộ dân ở dọc theo trục đường đã được sơ tán đến nơi an toàn. Rất may người dân không có ai bị thương. Bên trong kho thì chính quyền địa phương không tiếp cận được nên không rõ tình hình như thế nào. Trên trang Facebook của Đài Tiếng Nói BBC tiếng Việt, hình ảnh vụ nổ này nhanh chóng thu hút trên 110.000 người bạn đọc và có hơn 5.500 lượt tương tác chỉ sau có vài giờ đăng bài. Có ý kiến hỏi rằng nhiều vụ xảy ra trong quân đội thuộc loại không thông tin mật, nên việc này khó biết vì sao, và cũng có người thì bình luận rằng phải kỷ luật mấy ông có trách nhiệm vì đây là tiền của nhân dân, vô trách nhiệm quá. Chính quyền cho biết vụ việc này đang được điều tra theo trang báo Người Lao Động. Và quản lý kho đạn dược như thế nào cũng là câu hỏi được dư luận đặt ra. Ngược dòng thời gian có vẻ như các vụ nổ kho đạn ở Việt Nam những năm gần đây diễn ra không ít. Điều này đặt ra quan ngại về khả năng quản lý vũ khí, đạn dược của chính quyền. Ngày 28 tháng 6 năm 2020, tại xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, cũng bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn kèm theo tiếng nổ rất lớn. Báo Giao thông cho biết, đây là doanh trại quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý nên họ có cơ quan điều tra riêng. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khu vực này vốn được biết đến là kho đạn của quân đội. Thời điểm xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy ngọn lửa và cột khói bốc lên cao hàng chục mét. Thỉnh thoảng có tiếng nổ lớn với mùi thuốc súng phát ra khiến nhiều người hoang mang. Đây là hình ảnh ngọn lửa và cột khói bốc cao tại doanh trại quân đội vào đêm 28 tháng 6 năm 2020 tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đại diện lãnh đạo công an thị xã Phổ Yên cũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, đơn vị đã triển khai lực lượng hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh và giao thông ở vòng ngoài. Đây là doanh trại quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý nên họ có cơ quan điều tra riêng. Đêm qua, bản thân chúng tôi muốn vào gần hiện trường để nắm bắt tình hình, hỗ trợ công tác chữa cháy mà cũng không được họ cho phép đi qua cổng, nên chúng tôi không nắm được thông tin gì ở bên trong cơ quan. Lãnh đạo công an thị xã Phổ Yên đã nói như vậy. Ngày 10 tháng 1 năm 2018 thì trước đó cũng nổ kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273 đóng ở xã Đắc Căng, huyện Đắc Đoa, Gia Lai. Báo chí cũng viết là không có thiệt hại gì về người. Theo công văn hỏa tốc vào ngày 11 tháng 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai gửi các cơ quan chức năng là khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 1 tại kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273 xảy ra vụ nổ. Kho đạn này có 61 tấn đạn các loại. Theo công văn hỏa tốc vào ngày 11 tháng 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai gửi các cơ quan chức năng thì thông tin cũng không được chia sẻ rõ hơn. Khoảng 5 phút đầu chỉ có đạn nhọn nổ, sau đó nhiều tiếng nổ lớn kéo theo dài khoảng 20 phút, rồi cứ 5 phút lại có tiếng nổ. Đến khoảng 3 giờ 45 phút sáng vào ngày 11 tháng 1 thì tiếng nổ mới chấm dứt. Đây là hình ảnh từ rất xa vẫn có thể nhìn thấy cột khói lửa bao trùm một vùng sau vụ nổ kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Lê Viết Phẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Đoa cho biết kho chứa đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273 dài 20 mét, rộng 7 mét,
tựa lưng vào núi chọc được bao xung quanh bởi các cụ đất lớn, nên khi phát nổ không văng ra xa bên ngoài, nhờ vậy không gây thương vong. Không chỉ xảy ra ở bên quân đội, công an Việt Nam cũng có phần vào danh sách này. Đó là trưa ngày 5 tháng 8, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực cất giữ tang vật vũ khí, vật liệu nổ của công an tỉnh Hà Giang. Tường thuật vụ này, báo Tuổi Trẻ nói rằng vị trí của kho cất giữ tang vật này nằm ở giáp ranh giữa phường Minh Khai, thành phố Hà Giang với xã Phổ Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã Phổ Linh cho biết ông nghe thấy tiếng nổ rất lớn, người dân ở vị trí cách khu đất giữ tang vật vũ khí khoảng 10 km vẫn có thể nghe thấy. Sau tiếng nổ, người dân thấy cả một cột khói trắng bốc lên từ kho cất giữ tang vật vũ khí của công an tỉnh. Tiếng nổ cũng rung chuyển cả một khu vực, khiến nhiều người dân hoảng hốt. Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng xe công an, xe chữa cháy kéo còi hụ chạy vào khu vực cất giữ tang vật vũ khí. Vị lãnh đạo này đã nói như vậy. Cũng được biết vào hồi năm 2013 có ít nhất 20 người đã thiệt mạng, 100 người bị thương trong vụ nổ tại xí nghiệp 4 của nhà máy Z-121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng của Bộ Quốc phòng, nơi chuyên sản xuất pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ. Các nguồn tin cho biết tai nạn xảy ra tại xí nghiệp 4 của nhà máy Z-121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng của Bộ Quốc phòng, nơi chuyên sản xuất loại pháo chuyên dụng này. Đây là hình ảnh vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ làm 23 người chết, 71 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được báo trong nước nói là do thuốc nổ pháo hoa tự bốc cháy. Nơi xảy ra vụ nổ là dây chuyền sản xuất 17A của xí nghiệp 4, là nơi làm việc của 300 công nhân, đa phần là nữ. Tuy nhiên, vì hôm nay là ngày nghỉ nên ít người đi làm hơn bình thường, báo điện tử Việt Nam Express cho biết. Trang này dẫn lời ông Phí Xuân Trung, chủ tịch xã Hải Xuân cho hay, vụ nổ bắt đầu từ 7 giờ 55 phút sáng, kéo theo liên tiếp những tiếng nổ hàng tiếng đồng hồ sau đó. Ông Trung cũng cho biết hàng nghìn người dân đã di tản khỏi khu vực bị bốc cháy. Những hình ảnh do người dân trong khu vực quay lại cho thấy khu vực nổ đã gây ra đám cháy rất lớn. Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Dương Đức Hòa, Tư lệnh Quân khu 2 đã tới hiện trường để chỉ đạo cứu hộ và khống chế vụ nổ, vốn kéo dài đến tận chiều ngày 12 tháng 10. Trang tin Việt Nam Express cho biết. Còn Thiếu tướng Lê Quang Đại, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, người có mặt tại hiện trường vụ nổ, nói với Việt Nam Express rằng hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được kho thuốc pháo bị nổ mà mới chỉ ngăn cách được hai cụm kho gần đó để ngăn đám cháy lan rộng. Ông Đại cũng cho biết do cơ chế cháy đặc thù của kho thuốc pháo, chỉ sau khi tiếng nổ đã dứt hơn một tiếng thì mới có thể tiến vào dập đám cháy này. Đây là hình ảnh nhiều người được đưa ra khỏi bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Trang này cũng nói, chánh văn phòng nhà máy Z-121 cho biết đây là tai nạn mà công ty đang tập trung giải quyết. Theo ông Đại, có vài chục công nhân đang làm việc ở thời điểm phát nổ, nhưng phần lớn đã chạy thoát. Chúng tôi vẫn chưa biết có bao nhiêu người bị mắc kẹt ở trong, nhưng có thể vẫn còn, ông nói. Một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nói vụ nổ xảy ra trong khi các công nhân đang tập trung viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực trung tâm của nhà máy, nên thương vong không nhiều. Việt Nam Express cho biết. Một đại diện của Bệnh viện huyện Thanh Ba được tờ Việt Nam Express cũng dẫn lời cho biết hiện có rất nhiều người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện và chưa xác định được là bao nhiêu và toàn bộ họ trong tình trạng bị thương rất nặng. Vị đại diện này cũng nói đang có lo ngại rằng còn nhiều nạn nhân nằm sâu trong vụ nổ. Trong khi đó, trang giáo dục.net nói có nhiều người bị thương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã cho triệu tập khẩn cấp các bác sĩ, y tá, bệnh viện đang nghỉ ở nhà. Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh cũng được thông báo sẵn sàng ứng phó. Cũng trang này cho biết chính quyền tỉnh đã phong tỏa khu vực nằm trong ban kính 3 km quanh hiện trường vụ nổ và các xe cấp cứu được nhìn thấy là đang lao nhanh từ hiện trường vụ nổ về bệnh viện. Dường như nhiều vụ nổ đều có đặc điểm chung được báo chí của nhà nước Việt Nam nêu là không có hoặc ít thiệt hại về người. Báo chí không được tiếp cận hiện trường, các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương vào cuộc và người dân không hề biết gì.